Xin chào anh em, hôm nay Cường tiếp tục chia sẻ với anh em một cây mai chiếu thủy dòng kim giòn anh em ha. Cây đang rất là xiên bông nha. Kim giòn này là cắt tỉa thôi là bắt đầu nó đi tượng non là nó sẽ kéo theo bông anh em nha. Rồi và cây kim giòn này là cây dáng bay anh em ha. Cái này anh em có cái chậu cao hơn anh em vô nghiêng tí nữa cũng được. Hoặc anh em phối cảnh cũng rất là ok. Hoành thân của em nó thì bự hơn ngón tay cái của mình nhiều anh em nha. Đây. Và chiều cao hiện tại của em nó là tầm 12 cm anh em ha. Tán ngang là tầm 20 ha. Rồi Cường sẽ giao lưu em kim giòn mini này với giá là 1.250.000, chưa bao gồm phí ship nha anh em. Cường xin nhắc lại là 1.250.000 chưa bao gồm phí ship ha. À, cái này là Cường có luôn chậu rồi chứ không có lấy chậu lại anh em nha. Cường ship luôn cái chậu ha. Chậu này là chậu đất nung trắng men nha. Rồi cái này anh em đi uống cà phê hoặc đi làm việc mình cầm theo cũng rất là đẹp ha. Rồi anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường, đó là 0374 113366. Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 113366 với giá là 1.250.000 chưa bao gồm phí ship anh em nha. Rồi Cường xin chào và cảm ơn anh em.